Awana Việt Nam tưng bừng mở một trang sử mới cho sự phát triển của Tin Lành đến với 1 triệu thiếu nhi tại Việt Nam từ đây đến năm 2020. Các lãnh đạo Awana cầu nguyện và tin cậy nơi Chúa rằng Chúa sẽ làm những việc lớn và lạ để đem Tin Lành đến cho các trẻ em bị hư mất, gây dựng đời sống đức tin cho các bạn trẻ, cũng như huấn luyện những bạn trẻ trở thành những lãnh đạo tương lai của đất nước Việt Nam. Lễ hội 2017 được tổ chức tại Thuận An đã đem đến niềm vui, đem đến sự khích lệ qua lời Chúa được giảng dạy và phi ra thứ nhất, đoạn 1 cho đến đoạn 5, cũng như những lời cầu nguyện và lời hứa nguyện để sống cho Chúa và hầu việc Ngài. Xin Chúa cùng với các bạn để chúng ta cùng bước vào ở trong giai đoạn mới của năm 2017. For death I
take it up and pray. Yeshua, God.